Hello, hello, chào các bạn. Lâu Hôm rồi nay không nhà mình lâu rồi không có ăn vịt tiềm cải đen nha các bạn. mua được hai Hôm nay vịt mua được hai con vịt chim. ngon quá, có nên Ngon nấu quá. Vịt chim ở đâu em mua ở đâu vậy? cái này trong câu đấu Người ta nuôi nuôi lúa đó các bạn. Người ta bán ta 100.000 kg. vịt Hôm ngon nay quá, mình thịt nó thật làm là vịt ngon nha tiềm các nha các bạn. bạn. Đây con vịt thật ngon, giờ mình làm vịt tiềm mình ăn rồi mình gửi lên cho con trai con dâu cha gia đình nhỏ của con cháu mình nó ăn trên Sài Gòn. Đây đây mình, cái này một con vịt với lại thêm một cái đầu mình nấu. Đây, một vịt chắc ta làm bốn đó các bạn. Đây là một cái cổ đầu cổ làm sạch, ngay mình sẽ cổ rửa muối giấm sạch rồi, rất là sạch rồi. giò này nấu luôn, chân cẳng Đây giò mề mề cái nấu đó để luôn. sau, anh cái đó để sau. Rồi bây giờ cái này mình trước khi nấu là mình ướp xương đó. Mình ướp xương chút đỉnh bột tỏi. Đây là con vịt mình ướp xương một muỗng cà phê bột nêm, ướp xương xương nhiều hơn không, xương xương nhiều hơn cho nó thấm vô thịt mới ngon. Nửa cái món này nửa muỗng cà phê bột ngọt, cái này không có tới nửa muỗng này, cái này cái chung có chút xíu à. Các bạn nào không ăn thì không để. Không ăn thì để hay quá ta. Cái này câu này thường nói thôi, nhưng mà nó cái này nấu này thì mình nêm không có nêm đường nha các bạn, mình chỉ nêm bột nêm thôi đó. Với lại mình cho khoảng một muỗng canh bột tỏi đó các bạn, rồi mình trộn lên rồi bắt đầu thay vì mình chiên. Đây là bột tỏi đây hiểu mua bên bển bên Mỹ đem về, như các bạn bên Mỹ là biết hết mà. Ok cải đen rồi, đây là một cái vắt cải đen. Cải đen này truyền thống nha các bạn, cải đen này làm cực dữ lắm nha các bạn, rất là cực luôn. Đây là một vắt cải đen truyền thống ở nhà làm nấu là thơm lắm các bạn ơi. Người Hoa mà nói tới cải đen là biết liền, nhưng mà làm rất là cực, thật ra cũng ít có người mà chịu làm đến vậy lắm. Còn cái này gia truyền á, còn không làm á thì chỉ là làm tới cái cải mà giống như muối rồi phơi khô thôi. Đây thì mình cho vô khoảng nửa muỗng cà phê tiêu nha các bạn. Rồi bây giờ mình ướp lên, mình cho nó lên đều, mình trộn lên đều hết. Mình xong mình để chừng khoảng 15-20 phút vậy đó các bạn, cho nó thấm gia vị vô. Ở trong đó nó bắt đầu mình đem thay vì mình cũng phải chiên, nhưng mà nếu mình không chiên bây giờ mình ăn mình sợ dầu mỡ nhiều thì mình chỉ áp chảo nó thôi các bạn, áp chảo cho nó vàng lên thôi, mình đừng có chiên đó. Cái ngày xưa thì lúc mà má mình dạy làm thì là phải chiên, chiên thơm, nhưng mà mình không chiên mà mình chỉ áp chảo nó, áp chảo xong rồi cái khi mà nó rúm vàng lên thôi các bạn, để tỏi vô thì nó cũng sẽ rất là thơm mà nó không có bị nó ra mỡ nhiều. Mình không phải để dầu vô để mà mình chiên đó, thì ăn cũng rất là ngon, chứ không phải là thiếu dầu chiên mà ăn không ngon nữa. Mình lớn hết biết các bạn ơi, đó mình nói là mình nhất các bạn. Cũng 30 phút rồi, bây giờ mình để vịt nó tắm được 30 phút rồi các bạn. Bây giờ mình đắp cái chảo nóng lên, mình không cần phải chế dầu, mình áp chảo nó đi các bạn, mình rám vậy nó cũng ra mỡ. Chứ mình để dầu chiên như ngày xưa thì má mình chỉ thì chiên á, nhưng mà bây giờ ăn á thì mình hạn chế bớt dầu mỡ, thành ra mình rám một chút nó cũng vàng lên. Mình mới để tỏi vô sau. Đang làm bị trời mưa nha các bạn, cũng cố gắng nói lớn lắm nha các bạn, mưa lớn quá ra các bạn cũng thông cảm. Với lại mình cũng nói các bạn lâu rồi mình có công chuyện bận rộn lắm, thành ra không có nấu nướng gì được nhiều, không có chia sẻ với các bạn, các bạn thông cảm nha. Bây giờ mình bắt đầu sắp xếp công việc lại rồi, cũng cố gắng coi như bị dịch dày là mình bị kẹt ở lại Việt Nam rồi, thì bây giờ chừng nào hết dịch thì mình về bển nó ổn rồi mình mới dám về bển. Thì bây giờ các bạn cũng ráng cố gắng ủng hộ mình nha, mình sẽ cố gắng, mình làm được cái gì mình sẽ chia sẻ cho các bạn.
mình làm thì không có hay, nhưng mà cái tình cảm của các bạn đó mình rất là cảm ơn các bạn thương mến, quý mến cô chú. Bây giờ mình làm thì không có bằng ai hết trơn đó các bạn ơi. Cái cô video này nhớ cô chú nha. Rồi có gì không mình để cô chú biết là với tất cả các em cháu, để cô chú biết là em cháu có quan tâm đến cô chú, cô chú rất là vui. Chị fan gì đó. Tất cả các anh chị em trên YouTube vừa qua đã theo dõi cái kênh của mình. Bây giờ mình bắt đầu rất mình là cảm ơn. Cố gắng mình sẽ làm từ từ lại, chạy tới công việc nhà. Thành ra cái thời gian qua bận lắm rồi, không có làm gì được hết. Mong các bạn cũng ủng hộ mình. Thì cái nào mà mình làm chưa có hay thì các bạn cứ góp ý nha. Mình rất là cảm ơn nha. Quá mình nói vậy không biết các bạn có nghe rõ không. Hôm nay mình làm việc tìm cải đen nha các bạn. Ví dụ như cái cải đen, các bạn không có cái cải đen này á, mua cải này cải thì các bạn mua cái cải mà người ta ở trong tiệm, thường thường mấy cái tiệm tạp hóa mà của người Hoa đó, người ta có bán cải, nhưng mà người ta không có hấp đen lên vậy, người ta chỉ là cải xong người ta muối rồi xong người ta rửa lại, người ta phơi phơi thôi. Mình nói đúng ra nấu ăn cũng ngon nhưng mà không có thơm mặn cải này. Cái này không có quá trình nó hấp lại nữa. Còn đây là huyết vịt, mình mua vịt đó, cái mình nhờ người ta cắt huyết, nó để miếng nếp vô với nêm miếng gia vị vô, thật ra nó rất là ngon. Miếng nếp là mình phải luộc riêng các bạn, rồi mình mới để vô sau. Thơm lắm các bạn, thì mình biết rằng mình chưa có để tỏi vô mà rất là thơm luôn á. Miếng vịt nó săn lên về á, ăn nó thơm mà nó ngon lắm, nó không bị hôi. Không cần mỡ nha các bạn. Không cần mỡ. Các bạn thấy không, nó cũng vàng lên nha, rất là ngon. Mình chỉ có mình dám tới dám vui gì nè. Thơm quá, rất là thơm luôn. Thơm luôn, ăn ngon lắm các bạn ơi. Nè, ăn mì nó chảy ra ha. Cái này các bạn đi vô tiệm ăn không có món này đâu. Mới mốt mình về Mỹ mình sẽ nấu bán, các bạn ủng hộ đi. Các bạn order đi, mình sẽ nấu mình bán. Cái cải này là độc nhất trong gia đình, là cải gia truyền. Cải này làm cực quá. Quá trình làm rất là cực, nhiều công đoạn lắm các bạn. Mua cải về bắt đầu mới ngồi muối rồi cứ phơi rồi phơi khô rồi để mất đâu rồi đem vô hấp cà để phơi khô rồi muối muối xong để cả tháng vậy đó, lăn giò cải với muối hột á, rồi xong rồi để trong hũ, nhét vô trong cái hũ để cả tháng cho nó thấm, xong mới đem ra rửa xong rồi mới đem phơi khô xong mới dắt lại từng dắt vậy đó, rồi để vô cái sửng hấp một ngày một đêm, phải rưới rượu ấp xanh với lại rưới cà mốc câu á, cà ngon nhất á, rưới riết mà cái cải nó lên nó đen lên vậy đó các bạn. Thơm quá, mình cũng cho mấy cái chân này vô nha. Bây giờ nó vàng nè, các bạn thấy nó vàng nè đó, mình cắn vô đây, các bạn thấy nó vàng rồi nè. Tại cái đèn nó không thấy vàng đó, các bạn thấy nó vàng nè. Rất là vàng đó. Rồi mình bây giờ mình bắt đầu mình để tỏi vô, chứ mình để tỏi sớm quá thì nó sẽ bị cháy tỏi đó. Bây giờ mình để tỏi vô thay vì hồi xưa ba mẹ mình chạ chỉ á, thì để dầu vô rồi khi tỏi rồi mới chiên. Nhưng mà mình cho vô đây khoảng một muỗng canh tỏi xay á các bạn, nó sẽ làm cho rất là thơm. Tỏi nó sẽ vừa rám lên vàng lên là mình để vô. Thì này là coi như là mình tìm á các bạn, mình tìm một cái nồi áp suất nha các bạn. Ví dụ bố các bạn không tìm nồi áp suất thì mình cứ tìm ngoài cái nồi bình thường đó.
thơm đi, để tỏi lên nó thơm rất mấy cái bạn thơm hơn nữa. Tỏi bắt đầu nó vàng là mình sẽ cắt lửa. Thơm rồi các bạn, đó bây giờ mình cắt lửa được rồi đó. Các bạn thấy không, mình không có cần phải chiên dầu ha, mà vịt của mình vẫn vàng, vẫn thơm hết luôn. Tỏi bắt đầu nó vàng rồi đó, rồi cắt lửa. Đó cắt dính. Đó, đó các bạn thấy là tỏi dưới nó vàng nè, đó. Ha. À, thơm lắm các bạn ơi, bây giờ mình tắt lửa hết rồi. Mình sẽ để vô cái nồi áp suất. Nồi áp suất này. Bây giờ mình chế nước vô để mình chế nước vô. Rồi bây giờ mình thả vịt vô nha các bạn. Vịt thì các bạn tìm, tặng muốn tìm nguyên con cũng được, ngày xưa mà đám tiệc mà đãi á là tìm nguyên con, hoặc là cắt nửa con, nếu to là cắt nửa con, một bàn nửa con. Thơm quá, quá thơm luôn. Rồi bắt đầu nảy nắp lại. Chưa, em chưa để chải vô mà. Ừ, để chải vô nữa. Bây giờ mình để chải vô luôn rồi các bạn. Cái chải này ra mà khi mà tìm các bạn ăn ngon lắm. Cái tay như vậy đó. Ừ. Cái huyết này là chừng nào chín xong rồi mình mới để vô, tại vì huyết mình đã luộc hết rồi các bạn, nhưng mà mình phải để đồ lòng vô luôn. Rồi bây giờ mình ghim điện nha các bạn, ghim điện vô, mình đậy nắp lại. Rồi bây giờ mình bấm cái chế độ tìm vịt, vịt hả? Không có vịt, cái trong này nó không có vịt. Ừ, nó thấy đường nữa đây. À, ở đây chỉ em biết cho rồi. Em lấy cái này. Xong hết rồi, hồi nãy mình nêm bột nêm như vậy với miếng bột ngọt. Nếu các bạn nào ăn để thì để vô thì nó đã vừa rồi. Mình, tại vì cái trong cái chải á các bạn là nó hơi mặn, thành ra mình không có nêm cái gì nữa hết. Rồi cái nước vịt nó ra nó ngọt nó sẽ rất là ngon. Bây giờ mình bấm cái chế độ thịt. Đây. Mình nhấc lên chỗ này nè, theo anh nãy thấy không? Thấy không? Đây hả? Ừ. Không thấy đường nữa. Rồi. Rồi xong. Rất là đơn giản các bạn, còn nếu các bạn nấu bằng bếp á, thì các bạn sôi chừng khoảng 15-20 phút á, các bạn xâm thử con vịt cho nó đã mềm chưa, tùy theo vịt nó lớn hay nhỏ. Đó. Mà cái này nếu mà tìm thì nó hơi mềm chút mà nó rất là ngon. Còn mình luộc ăn thì nó sẽ có độ dai hơn. Rồi được 20 phút. 20 phút cái máy nó tự động nó nhảy lên là nó kêu. Nó kêu xong cái mình mới là gật cái nút xả này các bạn. Mình xả rất còn nữa. Ồ chưa hết đây ha. Còn nữa nãy em xả rồi mà còn đó. Nó chưa, vậy nào chưa dễ mà đó. Rồi đó, tới đó được rồi đó. Chưa giỡn nó được á. Thì đó nó nãy còn nó bây giờ cái gì nó hết á. Ha, nó hết. Khi nào nó xả hết kia rồi. Mà nó dở lên. Nó dở lên được. Vậy giỡn nắp ra không được. Ừ. Người nguy hiểm anh giận nguy hiểm. Mà nó đâu có cho giận ra. Ừ. Giận không được, nó lấy gì nguy hiểm. Cái nồi này nó tiện con cái. Nếu mà các bạn muốn ăn mà nó rụt rã thì các bạn để không cần phải xả, để lâu thì nào là nó mềm thì nấy, rụt rã luôn. Còn như mình muốn ăn nó còn cứng cứng thì mình để thời gian lâu khoảng chừng 20 phút thì xả ra, xả hết hơi ra thì mình mở nắp ra được. Thì nó đã xả gần hết hơi rồi các bạn. Như các bạn thấy không, nó xì hết cái hơi ra rồi, nhưng mà nó vẫn còn hơi nè, chưa có mở được thôi. Ừ. Còn cứ ngắt nè.
để cho nó hết hơi, thiệt là hết. Rồi qua nè, khi các bạn dặn qua đây được rồi các bạn mới dỡ nắp lên được. Rồi dỡ lên đây, wow, quá ngon rồi. Rồi em thử nêm nếm như coi. Thế coi dịch này có cần mà mình để nằm nó lại không? Không? Ừ. Nguyên quá không thủy luôn. Mềm không? Chứ để em xăm coi, bây giờ nó nổi lên nó trơn. À đây nè, cái đường nè. Ôi mềm ngon lắm, anh đừng đậy nữa. Anh đậy nữa là nó sẽ rụt rã luôn. Nó rất là vừa luôn. Ừ. Mà theo nghĩ cái nồi này nếu mà luộc vịt á thì chắc có phải là thời gian sớm hơn quá. Chứ rồi rồi cái nước trong. Nước rất là ngon. Nước rất ngon quá. Các bạn luộc mì, các bạn để vô ăn cũng rất ngon, ăn mì vịt tiềm cải đen. Quá ngon. Nè, cái cọng cải này các bạn. Các bạn sẽ ăn rất là ngon. Nêm thấy cái ngon. Nêm cái nó vừa không? Nếu nó không vừa thì mình nêm nếm lại. Tại trong cái cải đen nó có mặn rồi. Cái này là những cái mề nè các bạn, mình để vô nè. Ôi ngon quá nè. Ngon. Dừa. Dừa lắm hả? Dừa, dừa. Còn nóng, còn mỡ. Các bạn thấy không? Vậy là nó sẽ không có bị mỡ phải không? Nó ngon ghê không? Nó vừa lắm á, không có bị mỡ. Với lại con vịt này nó có 1,7 kg à, thành ra nó vừa mà vịt sim nữa chứ. Quá chừng ngon luôn. Thơm mà ngon quá chừng ngon luôn. Mềm mà. Để ấy rồi luộc mì khi làm tô mì vịt tiềm cho các bạn coi nha. Hấp dẫn lắm. Bây giờ mình luộc mì nha các bạn. Mình luộc mì để mình ăn mì vịt tiềm. Mà các bạn nhớ là khi luộc mì mình nhớ cho vô chút xíu vào ăn. Mì của mình nó sẽ rất là bóng. Các bạn ăn mì nào cũng được. Hôm nay mình ăn cái mì Kulusa mà cái loại nó không có nó rời á. Mì gói. Mì gói. Mì vịt tiềm cải đen. Mấy bạn biết không, mấy cái ở trên này là miếng huyết nếp nè, rất là ngon. Ở đây thì ăn vậy được, chứ ở bên Mỹ thì kiếm huyết nếp thì không có. Rồi bây giờ mình rắc một miếng tiêu lên nha các bạn. Hấp dẫn quá. Món này ăn tuyệt vời các bạn ơi, tại các bạn chưa ăn, các bạn chưa thấy nó rất là ngon, ăn liền luôn. Rồi bây giờ mình bưng lên mình ăn anh ơi. Các bạn chưa ăn, chưa biết ngon, các bạn ăn rồi các bạn mới đi tìm. Dịch tìm là phải đi tìm mà ăn. Tìm mà đi tìm ăn hả? Cái này gia truyền. Bây giờ mai mốt mình về Mỹ, mình sẽ làm cái món này, các bạn có order không? Rồi, bắt đầu mình ăn mì các bạn. Mì dịch tìm. Nước tương. Chấm là nước tương. Nước tương. Tương ngay xì dầu Jinsu. À, quảng cáo cho Jinsu luôn nha các bạn. Các bạn ở bên Mỹ xem cái video này nhớ ủng hộ kênh của Thanh Triều nha. Tại vì lâu lắm rồi nó bỏ thức ăn lên, các bạn chắc không ít có coi quá. Kỳ này mình làm, bắt đầu làm video nấu lại từ từ. Tại vì các trước bạn đây, xem. Lúc trước tới giờ khi mình về Việt Nam á các bạn, mình có nhiều cái công việc quá, nó rất là bận rộn, nó những rồi thành ra mình không có nấu nướng gì được hết. Hôm nay sắp xếp cũng gọn lại rồi, cũng có ổn định đâu vào đó, thành ra mình bắt đầu mình làm những cái món ăn mà mình chia sẻ cho các bạn. Các bạn ủng hộ mình nha. Rồi ví dụ như những cái món nào mà mình làm xong được thử nước hay lắm thì các bạn có cái gì hay hơn các bạn góp ý với mình nha. Ôi, thơm quá, thơm cải. Thơm cải đen á. Lâu lắm rồi đó mới diện kiến lại các bạn đó. Đây. Mì dai quá. Mì Kulusa, mì Miliket. Miliket. Mà mì, cái đó ruột. Là cái ruột. Của con vịt. Ngon quá các bạn ơi.
rất là ghiền cái mùi này. Lâu lâu ông mà quên nó nhớ lại là phải phải tìm dịch. Hôm nay chưa ăn cái đen này không được. Là mới lúc đầu mà mới quen với bà xã làm món này ăn không được. Và món này của người qua nghe mùi thuốc bắc. Cái đen thuốc bắc nhưng mà rốt cuộc phải ăn người ghiền hả? Ăn ngon quá. Thì ăn người ghiền thấy không? À, các bạn ơi, các bạn không có cải đen này ấy, thì các bạn lấy mua cải mà cải giống như là người ta trong công tiệm người ta gọi là cải chân giống như cải xôi gì đó. Đó thì người ta không có hấp mà kỹ là như mình vậy, người ta chỉ làm muối làm xong rồi người ta phơi khô đó, thì các bạn nấu cũng vẫn ngon, nấu y gì vẫn ngon à, nhưng mà không nóng, thơm bằng nóng ngon rồi. Quá ngon. Đây là những cái miếng anh gấp, những cái miếng mà quyết mà quyết ấy nè, cái cộng cải còn quyết mà quyết nếp nè các bạn. Ở Việt Nam ăn được cái món này nè, quyết cắt quyết nếp á. Trời ơi, mình dặn người ta cắt quyết nếp ăn tuyệt vời luôn. Dẻo. Các bạn ơi. Rồi, thôi video đến đây kết thúc nha các bạn. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng làm tiếp những cái món nào mà mình biết nha. Chia sẻ các bạn nha. Bye bye các bạn. Những video tiếp theo nha các bạn. Bye bye.